Lại với channel mình, hôm nay mình sẽ tiếp tục quay một clip về bài giảng sách công nghệ Nhật Bản ha. Thì cái sách công nghệ này mình đã trình bày tới bài số 23 rồi, thì hôm nay mình sẽ trình bày tiếp theo bài tiếp theo. Nhưng mà thì mình sẽ trình bày những cái phần lý thuyết về cái sách công nghệ 12 này nha. Đợi tí mình sẽ chọn lọc những cái kiến thức cho các bạn đó. Thì công nghệ này thì chủ yếu là về những cái thiết bị điện các bạn, thiết bị điện là chính đấy. Thì hôm nay sẽ trình bày một bài bất kỳ à. Ok đấy, thì mình sẽ trình bày tới cái phần hệ thống lồng mát. Hệ thống lồng mát này đấy, và đi vào hệ thống lồng mát thì phải có nhiệm vụ và phân loại cấu tạo nguyên lý hoạt động đó. Rất là nhiều cái phần lý thuyết để chúng ta nắm được ha. Đấy, chúng ta nắm được đấy. Thì cái phần nhiệm vụ đó, nhiệm vụ hệ thống lồng mát là gì thì nó lớn cái tên là nó đã